Rồi ha, mấy anh em mình tiếp tục đi thăm cái luồng 7 còn lại nha cả nhà ơi. Chào nhà nha. Buổi chiều rồi cả nhà. Cái này cũng còn hơn 30 cái nha. Có cái cả nhà ơi. Không gài được con anh nhỏ không biết cái này có gì nó không biết. Cũng yeah. Cốc dừa là không á. Cốc dừa mua chuối rồi nè. Rồi nhà te nha ơi. Còn chuột luôn. Rồi, cái đầu tiên sảy rồi cả nhà ơi, không có dính. Gắn bự lắm rồi. Gắn bự lắm rồi. Tiếng anh thăm đây một cái nha mọi người. Mình thì vô trong kia. Đi vô trong đây nè, thẳng vô trong đây nè. Cái bẫy này vô con gắn mọi người mà bị đạp mà mấy sẹo cái bẫy gắn nó ra được nè mọi người. Quay đây nè. Để trong đây nè, cứt trong này nhóc hết trơn. Nó bự mới đẩy hơn nổi dữ. Rồi bên đây cũng vậy nữa nè mọi người. Chứ gắn nhỏ không giờ nó dài hôm. Nó dài hôm nó ngắt luôn nè thấy không? Dài hôm luôn trên dĩa. Dĩa ở đây nè, cục chà bá nè. Em thấy cứt là nó vô nè. Đỡ năng nồi luôn, quật đẻ cây giống mà cái bẫy bị đạp rồi. Trời ơi. Bẫy bị đạp. Và chị sảy gắn nha mọi người. Tức chết luôn. Trời ơi, uổng quá. Đang chân vô tình thiệt chứ. Bây giờ nếu như mà nó sảy rồi là nó khó vô lắm. Nó no, đang no. Nó no mồi rồi nó lâu vô. Ừ. Gắn này chắc từ 400 gram lên nè. Ừ. Nó đẩy hôm đẳng lên miệt trên luôn rồi. Gắn nhỏ này. Quá trời thiệt tình. Uổng quá mọi người ơi. Cứ hành. Rồi thôi mình tiếp tục mình đi thăm mọi người. Trời tức thiệt chứ, tới miệng ăn được. Đâu đây rồi đố chạy á, mình có chạy được không nè. Hỏi đố. Con cái này nha mọi người. Xích lên, xích lên. Trong đây, dây trong đây. Hên, chưa sao. Xích trong đây, ừ, thẳng vô. Chuồng chưa tới. Ở dưới cái tàu đó đó. Cái này là hôm rồi dính hai con không hành. Con ăn được con không? Vậy là bữa nay mình còn chuột. Trời ơi. Trời ơi trời, bị động ổ cái gì. Đúng rồi. Đây con cái nè. Nhạt quá trời nhạt, dưới đó ra. Tôi thấy lúa nó dồn rồi đó. Như tanh luôn, chuột còn luôn. Gì? Bụng máy tức gì ta? Đâu? Ủi cắn ra cái gì vậy trời? Đây nè. Coi coi chuột chết hay là gắn ấy ta? Chuột chết gắn ra. Láng ót nè. Ừ, láng con. Nha, láng con trong mà. Trong bên hông này không? Ừ, láng ót nè. Có cứt đây nè, dòm lại cái cứt nè. Ừ. Sao ra được trời. Không có đường nào ra được hết trơn. Sảy gắn hoài luôn trời. Nha mọi người. Còn thấy trắng trắng ở đây nè. Đúng rồi. Không lọc phải không? Ừ. Vô. Nữa nè. Có tiêu gắn nữa nè. Cái gì kỳ vậy trời? Khoắn nữa. Trời. Khoắn hai ra đường nào má. Ngộ quá trời. Trời. Gì quái vậy ta? Đây đó nè mọi người. Trời ơi nó lết nó ngón trong này hết trơn rồi nè. Lít sao đi bộ làm hệ vậy mà. Kỳ cục đi trời. Có chuyện nữa đó. Cái này cũng không bự tiếng anh không bự đâu, nhỏ mà trong lẽ nó nhỏ tới đâu lọt lưới luôn trời. Ghê chưa? Ông xui á, đốt con ông bây giờ, coi mấy chú đốt con bây giờ nè. Cho ông giờ ra mấy con luôn đó. Ba con rồi đó. Đây nè, dễ bán hành nè, một hành nhỏ nhỏ. Ừ. Dễ đây một bạch hai. Nè. Trời ơi. Trời nè. Nó quẹt ra đốt phun lông đó. Cái gì? Mọi người thà cầm người thổi hả? Ừ. Có. Ừ, gắn nhảy xong luôn đó. Rồi xuống. Đi đâu? Đây cơ. Ừ. Cái này hôm rồi nè, dính nè. Dính ở đây nè, đem này đang thả đó. Ừ. Rồi, trống rồi đó.
Có không? Chuột còn luôn hả? Sang nó xui dữ vậy ta. Đúng rồi. Đây có cái nè. Rồi, lụm nữa rồi. Vui banh ngã trơn nè. À, nó hay thiệt trời. Ấy không được, anh cuối cùng anh chim lại. Ồ phải, hình như xuống như này vậy ta. Anh nhớ anh xuống bỏ dưới mà. Hình như anh xuống như này vậy nè. Em thấy anh lên xuống là xuống ở đẳng luôn á. Ôi lấy à, tiếng anh nè. Thấy không? Lấy à. Rồi đó. Lấy à. Mình đặt cái cái. Rồi ba cái. Mấy chỗ này anh bơi không được nè. Anh lội tới cái vừa đằng đẳng rồi. Ừ, anh bơi anh đạo không được rồi, bắt đầu anh quay lại anh đạo lại chỗ cũ, cuối cùng bị lụm luôn. Rồi các em hãy hai cái. Dưới đây nè. Ôi chắc còn vị trí còn kìa kìa, thấy xanh xanh tắm kìa, còn thăm coi, hốt lại con ơi, trời ơi chuột chạy luôn, nản thiệt chứ. Một ly uống miếng đây. Ly uống hớp, trời tự nhiên ly uống hớp. Ờ uống hớp bao nhiêu anh uống. Kẹt đâu 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 kẹt đâu nè, dấu kẹt của kìa. Không phải đâu, bị thương không phải thì ba ly phải. Ờ. Nó không phải thì ba ly phê đang ăn rồi đó. Nguyên một ề 30 cái được có con một đó, còn như sảy trơn á. Rồi bị mất hai cái bẫy đó mọi người ơi. Tình hình này thôi bộ. Kẹt không? Không đâu sình. Kẹt hả? À? Hơi kẹt thôi. Kẹt là thua. Kẹt không có cá. 30 cái mà được con lớn. Thua luôn. Bị lụm hai cái nữa. Nguyên ổ kiến vàng luôn mọi người. Bây giờ mình phá ổ kiến vàng này chơi nè. Rồi, mới qua nó cắn vô lỗ tai tôi đó. Hồi nãy nó cắn thua cá con chết luôn nè. Chui vô cái đầu vô thử coi nó cắn không. Nãy tôi qua tôi vuốt vô lỗ tai tôi đó. Dạ. Yeah. Ừ. Cái dạng còn lỗ tai tôi không thấy cả đâu. Ừ. Còn cái cuối cùng đó mọi người ơi, để mình thêm cái cuối cùng cái nó nha. Rồi mình ra mình bắt con gắn này ra cho nó chảy xong nữa thêm lần nữa coi. Thấy tiếng anh. Ừ. Đây con cái nữa nha mọi người. Rồi. Bơi ra nó lấy cái bẫy mình rồi. Hy vọng mình đặt chỗ này mà mình nói chỗ kia. Dính được con khủng khủng rồi mọi người. Rồi nhúc nhích cái bẫy. Nhúc nhích cái bẫy là biết sao rồi. Chuột con nó chứ đâu. Duy nhất con một nghe mọi người. 30 cái. Bà chặn mọi người ơi. 30 cái luôn nha. Ghê thiệt. Đúng lý ra là cũng được 4-5 con á, mà gắn nhỏ vô rồi nó ăn xong nó ị cái nó đi trở ra. Ba cái luôn, chứ cái con kia hơi bự á. Nó hiểu, nó chọc tức chơi rồi đi ra vậy đó. Ừ. Có con. Có con kia hơi bự mà bị người ta đạp có 7 rồi. Ra luôn chơi. Ra luôn. Rồi đâu thả xuống thử một lần mỗi chụp thứ ra được không? Bỏ cái này con rồi đó. Ừ. Rồi lấy ra tổng kết cho mọi người xem luôn. Đó. Sát cục cái bẫy. Mới thêm được con nữa đó mọi người. 70 chứ sao đâu. 70 cái. Nè, đồng nghiệp thấy cái đậu đồng nghiệp. Đâu? Chính sinh của đồng nghiệp đó. Ừ. Kẹt ngay. Đúng rồi. Vô. Tại mắt tôi già cả yếu đồng nghiệp ơi. Đồng nghiệp toàn là ăn hiếp người mà mắt yếu mặc rồi không à. Đâu? Hả? Clip đã nhiêu là clip nay nhiêu trời. Ừ. Tụng chứ qua trong cái vỏ. Đây ra luôn. Rốt cuộc còn dư mấy chuột. Con một duy nhất. Nó xíu. Vừa đủ, vừa tròn chuột luôn. Vừa tròn luôn. Đó, tụng chuyện qua đó. Hôm qua có ảnh nghe cả nhà, qua ảnh nhà, không có mình đi nghe cả nhà. Chuyện qua Vĩnh Châu cả nhà. Bữa nay nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn chắc khoảng 1 ký hơn á. Ha. Cỡ rồi mọi người, trình lọc nó dư luôn. Vậy hả? Vậy là cũng 7 ký, 8 ký á. 7 ký chắc cũng. Nhất hay gì? Nhất. Trời ơi, hành ta có ký lô mà. Cho coi. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, nhất hay gì? Trời ơi trời. Nhất là biết con rồi. Đâu mà nó cả ký à. Biết rồi, tôi cũng không biết nói sao đồng nghiệp nó con có à. Con nó có cả mà gần ký lô mà đồng nghiệp nó hàng thử có 900 gram, 900 giác à. Ừ. Cái cắn tôi nhà con kìa đồng nghiệp đấy cắn. Ừ. Đây đưa đi tôi đây tôi xài. Cắn đó tôi đâu có xài đó. Ừ. Lâu lâu tôi nhít thử một cái gì đó. Làm gì? Bắt gắn ra, gắn khủng ra cho đồng nghiệp coi. Nay có sang đi theo giao lưu á, cả nhà mà clip đầu được clip sau xui bà cố luôn. Xui nhẹ lắm. Quá thì xui luôn. Gắn nhỏ xíu. Gắn có nhiêu đó đồng nghiệp. Cặp đó mà không đẩy con 800 gram cỡ rồi, ú nu ú hơn ngày nữa. 8 rưỡi á. Vừa cặp luôn hả? Bến 1.
quá đã ha. Chứ này đá thêm em nữa, chín trăm giác. Trời ơi dài kìa. Ê con này xuống mương mệt lắm à. Cỡ nào cũng phải nhảy chứ, chụp bỏ cái máy là nhảy xuống liền đó. Lên sình luôn. Ba thằng chặn đầu mò lên sình luôn á. Ngay cái điểm này luôn nè, cả nhà, hồi cái video trước á là nó chạy xuống đây một con nè. Bò 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 lại tới đó sâu tim rồi mất tiêu luôn. Đi mà xuống cái quýt đâu quá mới gắn là đảo ha. Ừ, mới còn đó. Cái đợt mà hai anh em mình cá độ gắn nó mới đã đó. Ừ. Nó có khúc mà nó bự. Ừ. À, thì con được chứ rồi đó. Cái đuôi này nè là nó mập á, tới đây luôn nó mập. Có đâu. Úi nu. Không đâu, con của anh với ông Hòa là cục hơn con này nhiều. Cục hơn mà nó úi nu hà. Trời ơi, hai thằng lấy hai cái bẫy gài sát bên nhau luôn đó. Cái bữa đó là ông bữa đó là mình nghe điện thoại cả nhà ơi. Giờ mấy anh em mình thăm hết 7 rồi cả nhà ơi. Cái này hắc nặng luôn cả nhà ơi. Này sao này thua quá. Còn gắn này là gắn mấy cái video trước không để mình đem đi mình giao cho người ta đó cả nhà. Giờ mấy anh em mình ngồi ăn mấy cái bánh này, cái uống nước nghỉ xả hơi tí xíu rồi mấy anh em mình về cả nhà ơi. Về đâu nữa? Về nhà. Đường xưa lối cũ. Mấy giờ rồi? Hả? Chuyện này à? Chuyện này cũng để coi cái mấy giờ rồi. Trễ rồi. Chiều này mới có 2 giờ mà 2 rưỡi à, 2 giờ 40 à. Vậy thì nãy trong quán mình ra một mấy mà. 14 giờ mấy rồi đó, ừ. Cái này không có, bây giờ thăm nhanh nè, ra vô gì đó. Tóc hành thấy chứ gọi ừ. Gì đó, chạy tóc hành luôn mà. Tóc hành. Rồi thôi mấy anh em mình cũng xin khép video lại tại đây nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video sau nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình để cho mình có động lực làm ra những video mới cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà luôn sang Tức Anh ơi. Hai chào cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn nghe cả nhà. Chào hết nổi luôn rồi. Hết nổi nha. Yếu quá chừng nào nó yếu quá. Bây giờ anh em mình ăn xong anh em mình cũng rút về luôn. Rút về đây chiều còn cơm nước con cái này nọ nữa. Dạ. Yeah. Này ông chuyện lu bu lắm hả? Chuyện lu bu. Khổ quá.